Xin chào quý khách hàng của Thẩm mỹ Ohio. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục livestream một quá trình trượt râu của một khách hàng nam. Và ngay hiện tại thì mọi người có thể nhìn thấy đấy là công nghệ tại Ohio đang chiếu tia laser để trượt lông tận gốc. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là anh có thể zoom cái hình to ra một chút thì nhìn thấy rằng là cái lỗ chân lông của khách hàng này rất là to. Bởi vì là cái râu trên khuôn mặt khách hàng này nó bị cứng, và trong cái mùa đông hanh khô này khi mình cạo râu thì dẫn tới việc nó bị xước và làm cho ảnh hưởng trực tiếp tới làn da. Vậy cho nên là da của khách hàng này không được mềm mịn. Cũng như thế, đối với thời tiết hanh khô này thì khi mà mình trượt râu không đúng cách sẽ dẫn tới việc là sẽ ảnh hưởng tới cả thẩm mỹ, tốn rất là nhiều thời gian. Và ngoài ra, đối với những khách hàng mà trên mặt có mụn đó, mà mụn xung quanh ở cái vùng mà có râu thì khi mà mình cạo râu không đúng cách nó tạo nên những vết xước thì sẽ gây tới việc là bị nhiễm trùng và những cái mụn nó sẽ nhiều hơn, lan trên khắp khuôn mặt nhiều hơn và ảnh hưởng tới cả thẩm mỹ và cả sức khỏe. Anh ơi, cho em hỏi một tí, trước khi điều trị thì anh có cảm thấy lo lắng gì không ạ? Anh ơi, em muốn hỏi anh một chút, vâng ạ. Thì trước khi mà điều trị thì anh có cảm thấy lo lắng gì không ạ? Trước khi điều trị thì mình cũng khá là lo lắng, bởi vì là đây là lần đầu tiên mình đi trượt râu, và đặc biệt là công nghệ bên mình thì mình thấy rất là lo lắng, không biết về công nghệ bên mình nó sẽ như thế nào, có gây cảm giác đau hay không, hay là hiệu quả mà nó mang lại sau khi mình trượt nó sẽ như thế nào. Vâng, vậy sau khi mà tia laser tác động lên trên khuôn mặt của mình, trên chỗ râu của mình, anh cảm thấy như nào ạ? Sau khi mà tia laser của công nghệ bên bạn tác động vào vùng da của mình thì mình cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác đau mà như mình nghĩ. Thì mình cảm thấy rất là thoải mái, và bạn chăm sóc viên thì cũng làm thao tác rất là nhẹ nhàng và hỗ trợ mình rất nhiều, nên là mình cảm thấy rất là thoải mái. Vâng ạ. Thế trước đây anh sử dụng liệu pháp gì để cạo râu của mình ạ? Dao hay là wax hay là như nào ạ? Trước đây mình cạo râu thì mình vẫn chỉ dùng dao cạo râu thôi. Vâng. Mình có sử dụng bọt để nó đỡ rát ấy. Nhưng nó cũng bất tiện đúng không ạ? Đúng rồi, rất bất tiện. Ngày nào mình cũng phải cạo, nếu không nó sẽ mọc lên rất nhanh. Đúng rồi. Đúng, bởi vì là khi mà mình dùng dao cạo râu nhiều ấy thì dẫn tới việc là râu sẽ mọc ra nhanh hơn và sẽ cứng hơn, và đôi khi thì còn bị mọc mụn nữa. Thì ở đây chúng tôi sử dụng công nghệ đấy là công nghệ diode laser M3. Đây là công nghệ sử dụng cái motif để tăng cái khả năng thẩm thấu laser vào sâu bề mặt da, đồng thời nó sẽ có cái làm lạnh trực tiếp hay còn gọi là contact cooling, thì nó sẽ giúp trượt lông rất là nhẹ nhàng, không gây đau rát đúng như những cái chia sẻ vừa rồi của khách hàng. Đồng thời thì cái năng lượng diode laser M3 nó tác động trực tiếp vào từng sợi lông, tách rễ năng lông ra khỏi tế bào và sẽ phá vỡ toàn bộ những cái tế bào mầm nhú năng lông, đồng thời triệt tiêu nguồn dinh dưỡng nuôi năng lông và triệt lông tận gốc, từ gốc tới ngọn. Và cái bây giờ chúng ta cũng đã kết thúc cái quy trình triệt râu, và mọi người có thể nhìn thấy sau khi triệt râu xong thì những khuôn mặt của khách hàng như trẻ ra vài tuổi luôn, nhìn cảm giác da bóng hơn, da mịn hơn, và cảm giác là khách hàng rất là thoải mái với cái dịch vụ vừa rồi tại Ohio. Và livestream ngày hôm nay của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo.